và sáng này thì nhiều người cũng thấy đỡ hơn khi mà luna UST có cái dấu hiệu ổn định lại và nhiều người cho là đó là tại vì sàn binance đã ra quyết định là ngưng không cho rút đồng luna và usd thì việc này đã trong thời gian còn nhớ là khoảng 3 tiếng đồng hồ đó đã làm cho nhiều người có cái sự bình tĩnh hơn nhưng mà chỉ đáng tiếc là ngay sau đó thì các bạn thấy được là đồng theo usd đó thì vẫn không có dấu hiệu là họ phục lại ở một đô la ở mức là 7,4% và Terra ngày hôm nay thì cũng không phải là một ngày tốt gì mà các bạn thấy được hôm nay đã rớt rất là mạnh luôn, tiếp tục rớt thêm 61,4%. Bây giờ các bạn thấy được là The Luna là ở cái mức là 10 đồng 92 cent sau khi rớt mạnh ngày hôm qua đã rớt thêm 61,4% và các bạn thấy trong vòng chỉ có một tuần thôi mà đồng The đã mất đi 86,8% rồi. Có thể nói được là cái sự đi xuống rất là kinh khủng hiện bây giờ và nhiều người rất là hoang mang tại vì các bạn thấy được là đứng sau lưng hỗ trợ đồng Terra ust đó để đảm bảo một đô la và chúng ta thấy được là cái số lượng dự trữ Bitcoin mà đã bán ngày hôm qua rồi mà bây giờ đó chúng ta thì tổng số vốn hóa của UST là 13,1 tỷ đô la ở mức là 78 cent vẫn chưa hồi phục lại mà bây giờ các bạn thấy được là tổng số vốn hóa của Terra bây giờ là chỉ có là 4,4 tỷ mà thôi thì nhiều bạn có sự lo lắng là ngay cả bán hết theo Luna trên giá thị trường hiện bây giờ mặc dù là không thể nhưng mà cho dù có thể đi nữa đó thì cũng không bằng là 1 phần 3 của cái số lượng vốn hóa của theo USD thì làm sao đảm bảo giá cả được đi này thường cảm thấy là có nhiều cái sự lo lắng hơn xảy ra và Dogecoin đó thì đã trở lại các bạn thấy được sau khi mất tích khoảng chừng là gần một ngày đó thì Dogecoin đã trở lại hồi sáng này nói là sẽ có thông báo À, có cái chiến lược liên quan đến hỗ trợ đồng USDT nhưng mà sau đó thì 6 tiếng sau đó lại đưa ra thông báo là chúng ta sắp sửa có cái chiến lược rồi cho đến bây giờ đó đã 6 giờ trôi qua vẫn chưa thấy thông tin mới đến từ Docon có rất nhiều những cái uh, giả thuyết hiện bây giờ được đưa ra đương nhiên đây là giả thuyết mà thôi không có gì chứng minh hết đó. một số người nói là cái đợt uh, mà đẩy giá USDT xuống trên cái sàn Curve để ra nhiều người hoảng loạn và rút đồng USDT ra khiến cho Terra phải bán Bitcoin của mình rồi khiến cho cái sự xuống giá của cả Terra và UT đó là đến từ Justin Sun tại vì Justin Sun đã cũng đưa ra một cái đồng ổn định dựa theo giao thức là đồng USDD và đồng này đó thì Justin Sun cũng nói là sẽ được hỗ trợ bởi Bitcoin và đồng Tron và thông báo ngày hôm nay đó Tron đã mua tổng cộng là 500 đồng Bitcoin có nghĩa là khoảng chừng 15 triệu đô la với cái giá trung bình là 31.000 đô và mua tổng cộng là 595 triệu đồng tròn với giá là 45,6 triệu đô la con số lượng này đó là sẽ được giữ bởi John Down và cái John Down này sẽ hỗ trợ giá cho đồng ổn định theo giao thức USDD thì thật ra giao thức này cũng không có phải là một giải thức mà thượng coi nặng đâu các bạn tại vì không có lý do gì mà đồng tròn cho nhiều không thích theo Luna và muốn đẩy cái danh dự của đồng USDT xuống để mà đẩy đồng USD của đồng John lên á. Thì cũng không có lý do gì làm gì. Tại vì thường nghĩ là bây giờ cái sự mất lòng tin là không phải chỉ riêng đồng USDT đâu. Mà bây giờ hầu như người ta rất là mất lòng tin đối với lại những cái đồng ổn định theo giới thức như thế này. Một số giới thức khác đó được chia sẻ là chúng ta có một giả thuyết liên quan đến một cái quỹ hedge fund mà nhiều bạn cũng đang nghe nói tới rồi đó chính là Citadel thì Citadel á, là cái quỹ hedge fund mà cũng đã short cái cổ phiếu GameStop mà chúng ta đã nói tới năm ngoái đó các bạn nhớ là công ty này cũng khá là nổi tiếng nhưng mà đây là tin đồn mà thôi nói là Citadel đó mượn 100.000 đồng BTC sau đó đổi 25.000 đồng BTC thành đồng UST sau đó mở lệnh short đồng UST như là đồng Terra ổn định giao thức đó rồi họ đâm 75.000 đồng BTC trên thị trường Dẫn đến là giá BTC đi xuống Sau khi BTC đi xuống đó nhiều người hoảng loạn tiếp tục bán Dẫn đến giá đi xuống tới mức là khoảng 30.000 đô Lúc đó họ lại đẩy đồng USD để mà đâm số lượng đó Để làm cho đồng ổn định này đã mất đi cái giá 1 đô la Rồi sau đó đó Doquan thì bắt buộc là phải bán 25.000 đồng BTC chịu lỗ để có thể giữ được cái mức giá năm 1 đô la. Điều này dẫn đến là BTC tiếp tục giảm giá xuống rồi đương nhiên là Citadel đã hưởng được lợi ích là họ có thể hưởng được lợi ích đến từ shorting Bitcoin và USDT. Thì đây là một cái giả thuyết, một cái tin đồn mà thôi. Chúng ta cũng không thể xem như là thật Thường Chia sẻ đây các bạn có nên thông tin mà thôi và có một số những cái thông tin khác nữa là công ty Tree Capital Management à, là một công ty đầu tư mạo hiểm khác. Trước đây cũng đã từng muốn short đồng USDT có đây là họ bây giờ sốt trong UST cho nên mới có cái sự kiện tấn công này chúng ta không biết nhưng mà hiện bây giờ đó điều chúng ta thấy là cũng có một số dấu hiệu là có ai đó thực sự là có phải tấn công UST hay không thì không biết nhưng mà ít ra ra sau cái đợt này rồi thì có những con bot các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là những cái bot liên tục hay là một số người nào đó đó cùng nhau tấn công đồng Luna bằng cách là đưa ra những cái thông tin gây cái, cái sự lo sợ các bạn thấy được là tất cả những cái hình trên màn hình đó đây là những cái chương mục Twitter và hầu như là chia sẻ cùng một thông tin và các bạn thấy được là cùng một thời điểm luôn trong vòng một phút thôi thì đương nhiên đây là những cái combo sử dụng để mà lan tỏa thông tin phết về Luna rồi nhưng mà có phải là họ là người đứng sau lưng cái đợt đẩy đồng USD giảm giá này không thì không ai biết nhưng mà ít ra cũng có một số dấu hiệu cho là có ai đó cũng đã cố tình quấy rối bây giờ nhưng mà câu hỏi đó là những đầu tư đó là không phải là câu hỏi là ai tấn công UST hay là Teluna mà câu hỏi bây giờ là Dogecoin có cái chiến lược gì để mà hỗ trợ đồng UST bây giờ đã, đã đi xuống mà không có thấy cái sự hồi phục trở lại các bạn thấy được là Teluna tiếp tục xuống thêm 61% và theo USD thì xuống 7,4% hôm nay mức là 78 cent có một tin đồn bây giờ vẫn chưa được xác nhận nhưng mà tin đồn bây giờ đó là Dogecoin đang nói chuyện với là một số những đầu tư trong đó chúng ta có Jump Capital Alameda Ventures và một số quỹ đầu tư khác đó là Dogecoin muốn họ hỗ trợ là 2 tỷ đô la để dùng cái số lượng tiền này đó để mà hỗ trợ đồng USDT. thì tại sao những quỹ này lại muốn cho cái số lượng tiền lớn như vậy cho Dogecoin thì nhiều người bây giờ đó nghĩ là theo Luna, sẽ bán một số lượng lớn theo cho họ sau này với cái giá là thấp hơn giá thị trường cho nên họ sẽ hỗ trợ cái số lượng tiền này nhưng mà nhiều người nói là chưa đó sẽ thật đi nữa đó Có thực sự là 2 tỷ này đủ để mà giữ giá của USDT hay không Điều này chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi Bây giờ đây là tin đồn Tất cả chỉ là tin đồn Các bạn thấy được là Dogecoin đã 6 tiếng đồng hồ rồi Cũng không có cập nhật mới nhất Nhưng mà đây là những thông tin mà thường nhận được Mà thường muốn chia sẻ với các bạn một số những tài liệu khác nữa thì các bạn thấy được là Michael Strategy à, cũng đã đứng chính có rất nhiều những tin đồn gần đây nói là Michael Strategy đã uh, mượn cái số lượng tiền là 205 triệu uh, rồi thế chấp cái số lượng bitcoin đó đó nếu như mà giá xuống tới 21.000 uh, thì có thể là bị thanh lý nhưng mà Michael Strategy hôm nay đã đứng chính lại là không phải cái số lượng 255 triệu đó đó giá BTC phải rớt tới cái mức là 3.562 đô thì lúc đó mới có chuyện thanh lý xảy ra nhưng mà tới thời điểm đó thì họ có thể là đẩy thêm BTC vào để mà giữ mà không cần phải bị thanh lý cho nên đây chỉ là những cái tin đồn gây sự lo ngại mà thôi chứ không phải là mức 25 21.000 mà nhiều người nói tới đâu và nói tới tài liệu on-chain thì chúng ta chỉ nhìn vào một thông tin uh, liên quan đến tiếp tục hoàn thôi Đó chính là cái số lượng Bitcoin đẩy vào và rút ra tính theo ngày đó Thì các bạn thấy được là cái ngày mà có nhiều Bitcoin nhất đẩy lên trên sàn gần đây Là ngày 8 tháng 5 à, Và hôm qua đó mặc dù là một ngày mà chúng ta thấy rất là đỏ à, Nhưng mà chúng ta thấy được ngày hôm qua đó Cái số lượng đẩy vào và rút ra đó thì chúng ta cũng thấy rất nhiều đồng đẩy lên Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy rất nhiều Những cái đồng được rút ra như là thường đã chia sẻ với các bạn Dấu hiệu là nhiều nhà đầu tư lớn bán BTC ngày hôm qua nhưng mà ngược lại cũng có dấu hiệu là nhiều nhà đầu tư lớn thu mua và đem ra khỏi sàn cho nên mặc dù hôm qua là một ngày mà nhiều người cũng có cái sự lo lắng nhưng mà các bạn thấy được cái số lượng lớn nhất đó là ngày 8 tháng 5 hôm qua không phải là cái số lượng lớn đẩy lên trên sàn đâu hôm qua cũng giống như là những ngày khác mà thôi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình còn về cái số lượng Bitcoin này có lời hiện tại đó thì dựa theo Classno là rất là thấp luôn các bạn thấy được là bây giờ chúng ta vẫn ở mức là chỉ có 55% Bitcoin này có lời hiện tại mà thôi bây giờ cũng giống như là gần như là 11 giờ đêm rồi thường sẽ cố gắng chia sẻ nhanh với các bạn. cái phần còn lại thì hàng tuần chúng ta đều nhìn vào cái thông tin những quỹ đầu tư thì những quỹ đầu tư đó các bạn thấy được là tuần vừa rồi đó có một cái sự bất ngờ là không phải là rút tiền ra mà lại có thêm 40 triệu đô la đẩy vào thị trường này và cái số lượng lớn đó là đi vào trong bitcoin quỹ bitcoin là có 45 triệu được đẩy vào nhưng mà ngược lại Ethereum lại có 12,5 triệu được rút ra. nó tóm lại là tuần vừa rồi là một tuần mà cũng có nhiều người lo sợ. Nhưng mà cuối cùng là một tuần mà chúng ta những người đầu tư cũng đã có cái sự trở lại. Ít ra dựa theo tài liệu này đến từ CoinShares. Coinbase thì thông báo quý 1 nhưng mà họ đã lỗ 430 triệu đô la. Và các bạn thấy là lý do tại sao là tại vì um, họ nói là cái uh, thu nhập của họ đã, đã giảm 27%. Sau đó cổ phiếu xuống 16%. Nhưng mà CEO của Coinbase lại có cái sự lạc quan Lý do tại sao mà thu nhập giảm đó thì các bạn đã biết rồi Bây giờ đó là cái mô hình mà các bạn giao dịch rồi trả phí đó Thì mô hình đó thực sự đã không hoạt động được lâu dài đâu Nhưng cái công ty mà giống như Robin Hood Các bạn thấy được những công ty đó là các bạn trade là miễn phí đâu có tính phí đâu Cái mà họ lấy là tài liệu Bây giờ Coinbase nói là họ trong những quý tới đây đó sẽ chú tâm vào thị trường NFT và sẽ có những cái cách kiếm tiền khác mà không cần phải dựa vào là nhà đầu tư trả phí khi mà giao dịch nhưng mà dù sao đi nữa ra đây cũng không phải là một cái quý tốt cho Coinbase họ đã bị lỗ 430 triệu vì thu nhập bị giảm xuống và cạnh tranh bây giờ cũng rất là cao các bạn thấy được là Coinbase á, tuy là sàn lâu đời ở Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ cạnh tranh với là Binance US, FTX US những sàn đó là những sàn mà có phí rất là thấp đó tới um, Twitter thì thông tin mới nhất là Elon nói nếu như mà thành công thu mua lại Twitter xong đó bây giờ thì vẫn đang làm giấy tờ thủ tục khi mà xong rồi đó thì Elon Musk sẽ trở thành CEO tạm thời của Twitter và sẽ mở chương mục trở lại cho cựu tổng thống Donald Trump nhiều người nói là cựu tổng thống Donald Trump bây giờ đã có true social rồi nhưng mà các bạn cứ nhìn xung quanh đi bao nhiêu người bây giờ đang sử dụng True Social Gây dựng một mạng xã hội thì dễ nhưng mà có thể thu hút được người dùng đó, đó mới là khó Và Tổng thống Donald Trump nên thì cũng đã có rất nhiều người theo dõi trên Twitter rồi Tổng thống Donald Trump đó thì nói là ông ta sẽ không trở lại Twitter Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như True Social không có đủ số lượng người theo dõi đó Thì cụ Tổng thống Donald Trump cũng sẽ trở lại Twitter mà thôi Nhưng mà ít ra Elon Musk nói là sẽ không có lock nữa Nhưng mà nào mà là fan của Flow blockchain đó thì Flow blockchain đã có một cái đợt đầu tư đến từ những quỹ đầu tư lớn như là Andreessen Horowitz, CoinFund, DCG, Cultural Venture, Dapper Venture, Fabric Venture, Spartan Group và Union Square Ventures đây là những cái quỹ đầu tư mà họ đã chấp nhận bỏ vào 725 triệu đô la để hỗ trợ sự phát triển của Flow blockchain và thông tin cuối cùng thì chúng ta thấy được là có một căn nhà đầu tiên ở tiểu bang Kentucky thành phố Louisville uh, bán và bán là cái giá là một bitcoin họ nói đây là bán với giá là 65 ngàn nhưng mà là thanh toán một bitcoin thì cũng khó hiểu tại vì giá bitcoin bây giờ đâu phải là 65 ngàn đâu nhưng mà câu hỏi kế tiếp của Thuận là cái nhà gì mà chỉ có 65 ngàn gì ở Cali đó nhất là quận Cam này thì 65 ngàn các bạn không thể mua được cái mobile home chứ đừng nói tới là nhà nhưng mà những thứ bang khác thì cái giá nhà nó rẻ hơn nhưng mà ít ra đây cũng là thông tin là cũng có một căn nhà đầu tiên ở tiểu bang Kentucky bán thanh toán trực tiếp bằng Bitcoin và đây không phải đây là nhà đầu tiên Những cái thành phố khác cũng đã có những sự kiện tương tự rồi à, Nhất là các bạn thấy là ngay cả ở Braga, Portugal Cũng đã có một căn nhà bán với giá là 3 Bitcoin Chia sẻ riêng với các bạn đó là một số đợt Thuận đi xem nhà để mà mua thêm đó Thì Thuận cũng hỏi cho vui thôi Nói là chủ nhà có chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin hay không Thì câu trả lời là chấp nhận Miễn là cái giá tốt mà thôi, cho thấy được là bây giờ hầu như mọi người cũng không có còn cái quan điểm Bitcoin là một cái gì đó nữa. Thật ra mà nói là chỉ cần là có giá tốt thì thanh toán Bitcoin họ vẫn có thể thay đổi ra tiền được thôi. Nhưng mà cho thấy được Bitcoin công nhà càng phổ biến hơn, nhất là trong những cái giao dịch lớn như là mua nhà. Và bây giờ đã gần 11 giờ rồi, thường sẽ cố gắng để mà edit, để mà chia sẻ video này với các bạn. Hôm nay thì cũng, cũng khá là mệt tại vì công ty thì bận và hôm nay nói chuyện này cũng không có được cho trả lắm nhưng mà hy vọng các bạn cũng nhận được những cái thông tin thường chia sẻ hôm nay và nhận được giá trị đến từ video này. Và một lần nữa tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô link của Thùng Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEX, sàn Sanyx và như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ ở đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.